Xin chào quý vị khách hàng của thẩm mỹ Oheo. Tôi đang chuẩn bị xóa xăm cho chị Hồng Vân. Như các bạn có thể nhìn thấy thì hình xăm của chị là khu vực ở lưng, toàn bộ, hầu như là phủ toàn bộ lưng. Thì chị Vân có chia sẻ là chị Vân đã xăm cái hình này được 6 năm rồi. Bây giờ thì cái hình xăm này nó có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chị khá là nhiều, cho nên chị quyết định đi xóa. Các bạn có thể nhìn thấy là đa phần hình xăm của chị Vân là màu đen, có vài nét thì mực đi hơi đậm một chút, nhưng mà toàn đa số là mực phủ ở trên bề mặt thôi. Ngoài ra thì có cả mực vàng và mực xanh. Bây giờ tôi sẽ thực hiện xóa xăm cho chị Vân. Hôm nay là buổi xóa xăm đầu tiên của chị Vân nên tôi sẽ điều chỉnh năng lượng làm sao để phù hợp nhất để bắn cho chị Vân. Các bạn có thể nhìn thấy là laser đáp ứng rất là tốt. Hiện tại tôi đang sử dụng công nghệ Piconil 450 để xóa xăm cho chị Vân. Công nghệ này thì nó có những bước sóng rất là thông minh. Piconil 450 của thẩm mỹ Oheo thì sẽ mang lại hiệu quả tối đa nhất dành cho khách hàng. Khách hàng xóa xăm thì sẽ không cần phải kiêng khem quá nhiều khi mà mình sử dụng công nghệ Piconil 450. Quý vị và khách hàng có ai đang có hình xăm và muốn xóa giống như chị Vân thì hãy liên hệ với thẩm mỹ Oheo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.